Năm học 2023-2024, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng hơn 35.000 học sinh, trong đó có trên 34.000 học sinh bậc trung học cơ sở. Điều này khiến các quận huyện phải có nhiều giải pháp linh hoạt thiết thực nhằm đảm bảo đủ chỗ học cho các em. Trường Trung học cơ sở Linh Trung thành phố Thủ Đức xây dựng chuẩn quốc gia từ năm 2000, nhưng đến năm 2010, trường không thể giữ danh hiệu này vì số lượng học sinh tăng cao qua mỗi năm. Nhiều năm gần đây, trường luôn trong tình trạng thiếu phòng học. Năm học 2023-2024, do học sinh tăng đột biến, nhà trường thiếu đến 8 phòng học. Trường đã phải cải tạo phòng vi tính và phòng chức năng thành phòng học và sắp xếp lịch nghỉ luân phiên cho khối 7, 8. Thì trường sẽ sắp xếp cho các lớp sẽ nghỉ đan xen, tức là một lớp như vậy thì ngoại trừ các lớp tiếng Anh tăng cường tích hợp hoặc là các lớp 6 mà đầu cấp á, thì ưu tiên cho các em học đủ các buổi trong tuần. Còn riêng các lớp còn lại thì mỗi lớp sẽ nghỉ một buổi. Thành phố Thủ Đức cũng đang triển khai cho các trường từ năm trước rồi. Tức là các trường trung học cơ sở sẽ cố gắng sắp xếp thời khóa biểu chạy phòng, lớp không cố định và học sinh sẽ di chuyển trong một thời gian một buổi học để đảm bảo tăng cái cơ số phòng lên mức cao nhất có thể. Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh năm nay dự kiến cũng sẽ tăng hơn 1.000 học sinh trung học cơ sở. Trong khi quận chỉ có một trường trung học cơ sở Ngô Quyền được xây dựng mới với 30 phòng học, tăng gấp đôi so với trước đây. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng các trường học đã xuống cấp, thì các trường còn thực hiện tăng sĩ số học sinh lên 48-49 em một lớp. Điều này cũng đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Giải pháp của chúng tôi là thứ nhất là tăng cái sĩ số lớp theo quy định điều lệ của trường học thì sĩ số tối đa là 45. Nhưng có trường thì chúng tôi là tăng lên tỷ số là 48 và 49. Đặc biệt nhất là có 4 trường trung học cơ sở là phải tăng cái số lượng lớp để đảm bảo cho các em ở phường 15 là không có trường trung học cơ sở và phường 14. Trước thực trạng số học sinh tăng cao, nhất là ở bậc trung học cơ sở, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh việc dạy và học trên internet, học trên nền tảng số ở các bậc trung học cơ sở, hướng tới gia tăng khả năng tự học của học sinh và nâng cao tỷ lệ học 2 buổi một ngày thông qua hình thức này. Chúng tôi cũng đang triển khai tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên thuộc bậc trung học cơ sở sử dụng cái hệ thống LMS quản lý học tập, vừa quản lý học tập trực tuyến, vừa quản lý học tập nói chung, để cho phân bổ cái số tiết nào có thể cho các em học sinh thực hiện. Hiện nay thì với cái chỉ đạo chuyên môn của sở cũng như của phòng giáo dục, chúng ta cũng đã đẩy mạnh cái chuyển đổi số qua cái hệ thống LMS, cho nên cái việc mà tổ chức hai buổi thì tôi nghĩ cũng không gặp gì khó. Quan trọng là cái đội ngũ chúng ta uyển chuyển trong việc cái xây dựng cái chương trình. Trong khi chờ việc xây dựng trường mới, thì sự chủ động tùy vào điều kiện của từng trường với những giải pháp tình thế đã giúp đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Tuy nhiên, điều này cũng hạn chế phần nào công tác quản lý, chất lượng giảng dạy và chưa thể đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.